Hey, xin chào tất cả anh em nha. Nhóm mình thì nó sẽ có những cái tour mà bất ngờ và đi ngắn hạn giống như đi trong ngày về vậy đó. Nhiều khi ra uống cà phê ngẫu hứng lên cái là lấy xe ra và chuẩn bị lên đường nha. Và đây là một tour ngắn đường tuyệt tình cốc, quỷ núi suối ma cây thông cô đơn. Ở đang chuẩn bị lên đường thì một cái công trình nó làm sập bức tường nha, nên cản trở được cái lối đi. Đó, giờ sau khi dẹp dọn thì cũng xuất phát ta. Rồi anh em nào chưa có cho đăng ký kênh đó, cho mình cái đăng ký kênh của Mobile Home Xuyên Việt nha. Và bấm nút chuông để mình có những video mới là anh em cùng theo dõi ha. Rồi, chuẩn bị cuối cùng thì cũng xong rồi lên đường. Rồi mà anh em tiếp tục theo dõi video nha. Đó là những cuộc hành trình của những cái cung đường, rất là nhiều cung đường khác nhau. Rồi, cảm ơn anh em thời gian qua đã theo dõi cái kênh của mình. Rồi chào tạm biệt anh em, mời anh em theo dõi những cái hành trình của ngày hôm nay nha. Chúng ta lại quẹo Lạc Dương Tiên Cảnh, Dương Quý Diệu Thức. Cậu à, cậu sao? Quỷ núi đây. Vậy em nói không mặc quần trong hả? Không, dở 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 lên coi coi. Dở lên coi coi. Dở lên coi mới tin. Về dỗ 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 cái nào rắn nào chuột nào cào cào rớt ra cái trơn. Nãy tao về tao làm chén cơm rồi. Đó rồi. Ruột đúng rồi, em nói rồi, cây nó chọt kia trên bị ngứa. Đó thấy chưa? Em có mặc quần lót không? Quần đùi. Quần đùi hả? Cái mũ không? Từ từ em bỏ mâm lại đây có cái mũ. Mũ đây được. Quay, em thường mới nói chứ. Quan cảnh mà tự nhiên toàn thấy lan gấp lan, thành là chưa giờ luôn á. Không, nói rồi muốn ăn thì mỹ nó đâu có hay. Nó đưa lên mạng là ăn loan hết đường lấy chậm luôn á. Giờ là hai xe này hộ tống xe chở tiền nha, đi vô gần. Trời ơi nhìn nước mưa. Nhìn nước mưa nè. Anh coi nhìn nước mưa nó lùa bãi này xuống đã quá. Ừ. Hồi ấy em quay lại à. Ngồi xe mà trải nghiệm gì? Nó rộng quá. Từ đây tới đây luôn á. Không phải, cái háng rộng tại cái lắp nó bự. Lắp bự. Quay rồi đó, ngồi trên xe nó đâu có đã. Ghê. Ghê ghê. Gạt hoài. Ủa đi thiệt à? Đi thiệt chứ. Quá đông rồi. Xem đông lắm rồi. Coi chừng cái bên tay phải không anh Hùng ơi. Coi chừng cái ghế cây bánh sau, coi chừng ghế cây bánh sau Hùng ơi. Lọt rồi. Đẩy vòng Hùng. Lên đi anh Hùng ơi. Để dằn cát. Hết ga quá lẹ đi em ơi. Đẩy chồng không chạy dưới mà. Tự không công lại gì chỗ đó. Sao anh nãy qua được rồi mày lui lại á. Dập nước chơi. Rồi.
Ông cầu ở vô muộn là nó kéo chơi đó. Ừ, rồi, ồ, rồi văng nước kìa, ồ. Bị vũ. Chơi chơi hàng gài. Chơi chơi hàng gài. Oh. À cái xe dơ. Rồi. Trời ơi. Ôi hố châu. Hố châu. Vô hố châu rồi. Chơi lũ vô hố châu rồi cái đừng thối. À, lên được bình thường ha. Lên đường, lên đường. Ai chơi măng thì ta giá điên. Chạy lên. Chạy lên. Thôi, bảo dạy lên. Làm gì cho nó ngâm nước cho nó sao lên. Không, hồi anh cắm trại trên đó. Đứng mà. Vậy mày mới thấy quấy lá xù của tao chứ. Từ ngày mày đi mày chửi tao như con á. Tóc không à? Tao mới đi, không mưa tao không đi. Ô, vừa gửi sợi dây ra. Đây được, nhận cái nó đông đưa ghê được. Mở con dây ra, đẩy luôn. Mở con dây đẩy luôn. Đúng rồi. Xin lỗi nha. Mở với ai chứ mở với chị là không bao giờ có chuyện gì đâu. Chị có bên mà đúng không? Thấy, thấy chị tự đẩy ra là biết rồi. Tại cái hôm đi Hà Nội á là ngày đầu tiên. Đồ hồi trước đường này xấu lắm nè, giờ nó làm lại nè. Nó vô tiền tịch cốc rồi. Mốt tiền cốc đâu có gì nữa đâu, đi không ra được luôn rồi. Trước là xấu lắm. Quay lại để xuống suối. Ghê. Được không? anh sống vậy hả được không chẳng biết dạ được không xuống được không đây thì được rồi. Đứng sau kéo anh lên nha. Kìa cho. Thôi. Lỗ nhựa cho nó không chạy đâu. Gì mà cười nhí nhảnh vậy hả? Bây giờ là đầu đi tiên nên nó kêu thấy ghê khổ. Vậy hả? Trời ơi, đứng dưới rồi mới thấy ghê. Ngọn xe có gì đâu thấy ghê. Đứng ở dưới đất nhìn mới ghê. Quay đầu lại chứ. Quay đầu thôi. Đi tới nữa hồi cùng đường à.
Cái da nuôi té chết mẹ luôn. Xuống luôn được. Xe mạnh quá. Quá mạnh. Đó, cái dốc đó. Xuống đây. Rồi, hẹn em video tiếp theo nha.